Hồ Thanh Minh, tiền đạo dân tộc Tà Ôi đã đem đến dấu ấn lớn khi được vào sân ở hiệp 2 ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Sau hiệp 1 thi đấu bế tắc, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đưa tiền đạo Hồ Thanh Minh vào thay cho Lê Xuân Tú nhằm hy vọng giúp U23 Việt Nam có bàn thắng vào lưới U23 Myanmar trong trận đấu cuối của vòng loại U23 châu Á 2022. Chỉ 13 phút có mặt trên sân, Thanh Minh đã làm được điều mà ông Park cần từ quả treo bóng bên cánh phải của Hai Long. Thanh Minh băng vào đánh đầu tung lưới U23 Myanmar, anh thậm chí có thể lập cú đúp nếu như pha đánh đầu ở phút thứ 68 không đưa bóng tìm đến trúng vị trí của thủ môn đối thủ. Thanh Minh thật sự đã đem đến bước ngoặt lớn cho U23 Việt Nam trên con đường giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Bản thân cầu thủ này cũng có thể xem là bất ngờ thú vị mà ông Park đem đến vòng loại này, bởi trước đó Thanh Minh chưa chắc chắn được lựa chọn sang Kyrgyzstan, chứ đừng nói đến là thi đấu. Thực tế, trong thời gian tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam, mặc dù hạn chế về thể hình, nhưng bù lại Hồ Thanh Minh luôn tạo ấn tượng ở lối chơi mạnh mẽ và đầy tốc độ. Thanh Minh cũng là chân sút rất có duyên lập công tại các trận đấu tập của U22 Việt Nam và trận được nhiều điểm cộng nhất của ban huấn luyện. Chàng trai người dân tộc Tà Ôi có những cú nước rút của một vận động viên điền kinh bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khá muộn, khi đến năm 2017 mới trúng tuyển vào lứa U17 Thừa Thiên Huế. Với tố chất bẩm sinh, Thanh Minh nhanh chóng khẳng định khả năng và được đôn lên chơi trong đội hình U21 Thừa Thiên Huế rồi đội 1 của câu lạc bộ bóng đá Huế. Đến năm 2020, tức chỉ 3 năm kể từ ngày theo đuổi bóng chuyên nghiệp, Hồ Thanh Minh đã góp mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam. Chia sẻ về điều này, Thanh Minh nói, đúng là tôi đã đến bóng đá muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ba mẹ ban đầu cũng không đồng ý cho con theo đường bóng đá, bởi họ lo lắng khi thấy trên TV có nhiều pha chấn thương. Khi được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam, tôi rất vui, hạnh phúc và cũng bất ngờ nữa, bởi so với các bạn cùng lứa, tôi vẫn còn thua kém về kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, tôi có điểm mạnh riêng là thể lực, sức bật và khả năng tì đè. Khi lên đội tuyển, tôi cũng đã được các đồng đội giúp đỡ rất nhiều trong thi đấu và tập luyện.